Quý khán thính giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp buổi trưa của đài IBC được phát hình trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên Galaxy 19 và trên mạng điện toán toàn cầu IBCTV.US. Đặc biệt quý khán giả tại Houston, Texas xin vui lòng đón xem các băng tần 27.7. Sứ ngôn viên Linh Trịnh và Tuyết Nha xin trân trọng kính chào. Và như thường lệ, trước khi đi vào phần bản tin chi tiết, xin mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung chính sau đây. Tổng thống Hoa Kỳ nên Cựu Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ từ bỏ cam kết trị giá 3 tỷ Mỹ Kim của Hoa Kỳ dành cho quỹ khí hậu xanh. Người phát ngôn nội các và các bộ trưởng Nhật Bản từ chức vì bê bối gây quỹ. Đức thu hẹp lỗ hổng ngân sách thông qua các giảm tiết kiệm và trợ cấp. Cơ quan tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc lên ấn động thái cắt giảm tài trợ của Thụy Sĩ. Hủy án cho người phụ nữ Australia bị kết án 20 năm tù vì cái chết của con mình. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần trình bày của sứ ngôn viên Tuyết Nha. Kính thưa quý vị, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho rằng ông sẽ từ bỏ những cam kết trị giá tới 3 tỷ Mỹ Kim của Hoa Kỳ dành cho quỹ khí hậu xanh. Ông Donald Trump, ứng cử viên hàng đầu cho đề cử Tổng thống từ Đảng Cộng Hòa, cho biết ngày thứ Tư, nếu như đắc cử, ông sẽ từ bỏ cam kết trị giá 3 tỷ Mỹ Kim của Hoa Kỳ đối với một quỹ toàn cầu giúp cho các nước đang phát triển cắt giảm được khí thải và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cam kết này đã được Phó Tổng thống Kamala Harris công bố tại Dubai trong hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP28 của Liên Hiệp Quốc, mặc dù nó phải tuân theo sự chia rẽ về mặt chính trị của Quốc hội Hoa Kỳ. Cơ quan này phải cho phép giải ngân vốn mới được. Ông Trump đã coi việc công kích chính quyền về những khoản đầu tư của ông Joe Biden vào năng lượng tái tạo là một phần cốt lõi trong thông điệp tranh cử của mình, cho biết ông phản đối điều mà ông gọi là bồi thường khí hậu cho những nước khác. Một phụ tá chiến dịch tranh cử xác nhận, ông Trump đề cập tới cam kết trị giá 3 tỷ Mỹ Kim của Hoa Kỳ đối với quỹ khí hậu xanh. Ông đã phát biểu trong một sự kiện tranh cử tại Coralville, Iowa, nói thêm ông sẽ tìm cách thu hồi những khoản thanh toán do chính quyền ông Biden thực hiện. Người phát ngôn nội các và các bộ trưởng Nhật Bản từ chức vì bê bối gây quỹ. Người phát ngôn hàng đầu của chính phủ Nhật Bản tuyên bố từ chức chánh văn phòng nội các vào hôm thứ Năm vì vụ bê bối gây quỹ khiến sự ủng hộ của công chúng đối với chính quyền hiện tại bị giảm sút. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Hirokazu Masuno cho biết ông đã gửi đơn từ chức lên Thủ tướng Kishida để tránh gây ra sự chậm trễ trong quá trình chính sách. Các bộ trưởng khác bao gồm Bộ trưởng Công nghiệp Yasutoshi Nishimura, Bộ trưởng Nông nghiệp Ichiro Miyashita và Bộ trưởng Nội vụ Junichi Suzuki cũng tuyên bố từ chức vào hôm thứ Năm sau khi Kishida cho biết ông đang hoàn tất cuộc cải tổ nội các lần thứ ba sau 16 tháng. Bốn bộ trưởng này đều thuộc phe lớn nhất và quyền lực nhất trong Đảng Dân Chủ Tự Do, gọi tắt là LDP, cầm quyền. Các công tố viên đã mở một cuộc điều tra hình sự đối với cái gọi là phe AB của LDP, được đặt theo tên của cố Thủ tướng Shinzo Abe, và bắt đầu thẩm vấn hàng chục nhà lập pháp vì cáo buộc nhận khoảng 500 triệu yên, tương đương với 3,5 triệu Mỹ Kim, tiền gây quỹ bị thiếu từ tài khoản của đảng, các cơ quan báo chí đã đưa tin. Đức đang thu hẹp lỗ hổng ngân sách thông qua vấn đề cắt giảm tiết kiệm và trợ cấp. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo liên quan tới việc Đức đang cố gắng để đạt được thỏa thuận vào phút chót về ngân sách năm 2024. Vào ngày thứ Tư, theo đó thì Berlin sẽ quay trở lại với một giới hạn tự áp đặt đối với một khoản nợ mới, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể cản trở sự tăng trưởng của nền kinh tế hàng đầu Âu Châu và tiến trình chuyển đổi xanh của đất nước. Liên minh ba đảng của Thủ tướng Olaf Scholz đã phải đối mặt với việc đình chỉ nhanh gọi là thắng nợ hoặc là phải tìm kiếm một khoản 17 tỷ euro tiền tiết kiệm và tăng thuế sau khi phán quyết của Tòa Hiến pháp ngày 15 tháng 11 khiến cho kế hoạch này của họ đã bị xáo trộn. Ông Scholz phát biểu trong cuộc họp báo với sự tham gia của Bộ trưởng Tài chính là Christian cho rằng mọi người đều phải cố gắng để bám sát mục tiêu của mình. Đó là điều mà ông nói cùng với ông Christian Lindner, Bộ trưởng Tài chính của FDP và Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck của Đảng Xanh.
Ông Scholz cho biết nếu như tình hình ở Ukraine chống lại sự xâm lăng của Nga trở nên tồi tệ, Đức có thể tuyên bố một tình trạng khẩn cấp để đình chỉ cái gọi là thắng nợ và tăng tài trợ cho Kiev. Cơ quan tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc lên án động thái cắt giảm tài trợ của Thụy Sĩ. Người đứng đầu cơ quan tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc, gọi tắt là UNRWA, vào hôm thứ Tư đã tố cáo động thái cắt viện trợ của Thụy Sĩ khi dải Gaza phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo, được Liên Hợp Quốc mô tả là ngày tận thế. Phát biểu tại diễn đàn người tị nạn toàn cầu ở Geneva vào hôm thứ Tư, người đứng đầu của UNRWA là Philippe Lazzarini đã lên tiếng phàn nàn về tình trạng thiếu vốn kinh niên của cơ quan này, một ngày sau khi ông bày tỏ sự thất vọng đối với sáng kiến của Thụy Sĩ. Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ, Hạ viện của Quốc hội Liên bang đã thông qua việc cắt giảm khoản đóng góp hàng năm 20 triệu franc Thụy Sĩ, tương đương với 22,83 triệu Mỹ Kim cho cơ quan này với tỷ lệ từ 116 xuống 78 phiếu vào hôm thứ Hai. Tác giả của sáng kiến này, thành viên phái đoàn Quốc hội đã đến thăm UNRWA vào hồi đầu năm nay, đã lập luận rằng cơ quan này thiếu tính khách quan. Thượng viện dự kiến sẽ đánh giá sáng kiến này vào thứ Năm. Cả hai viện đều phải chấp thuận để đề xuất này có hiệu lực. Hủy án cho người phụ nữ Australia đã bị kết án 20 năm tù vì cái chết của con mình. Người phụ nữ bị bỏ tù 20 năm vì cái chết của 4 đứa con ở New South Wales đã được hủy bỏ bản án. Luật sư của cô cho biết cô có kế hoạch yêu cầu bồi thường đáng kể. Kathleen Forbick đã bị kết án năm 2003 với tội danh là giết 3 đứa con và ngộ sát đứa con thứ tư. Forbick khẳng định mình vô tội và cho biết bọn trẻ tử vong vì nguyên nhân tự nhiên. Năm 2019, cuộc điều tra ban đầu về vụ án này đã tái khẳng định tội lỗi của Forbick. Nhưng tới năm 2022, cuộc điều tra thứ hai do cựu chánh án dẫn đầu đã phát giác ra bằng chứng mới, cho thấy hai đứa trẻ có đột biến gen có thể gây ra cái chết tự nhiên. Forbick đã được phóng thích vào tháng 6 năm nay sau khi được ân xá. Tiếp theo, chương trình xin được tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin vừa được cập nhật như việc chứng khoán châu Á theo phố Wall tăng cao khi Fed Hoa Kỳ báo hiệu lãi suất thấp hơn vào năm 2024. Hay Costa Rica ủng hộ Tổng thống đắc cử Guatemala trong cuộc gặp song phương. Ông Hunter Biden bất tuân lệnh triệu tập của Quốc hội khi đảng Cộng hòa sắp bỏ phiếu luận tội, và nhiều bản tin khác ở Việt Nam và Á Châu. Kính mong quý vị vẫn tiếp tục giữ các băng tần của đài truyền hình IBC TV và tiếp tục theo dõi.